xin em cho anh giữ lấy một câu. Sao đôi ta lại xa nhau? Sao hai ta không thể nắm chặt bàn tay em? Anh biết sẽ có hôm nay em luôn đi cùng với ai. Đôi tay anh giữ em thế nào để không vụt mất em, để anh giữ lấy những yêu thương, tình yêu người đã xem như anh bù nhìn ở trong gương. Phải chăng vì quá yêu, phải chăng vì quá thích nuông chiều, tập em cuộc sống chẳng cần sự yêu thương chân thành. Để xem người ta bên có đem lại nhiều niềm vui mới, hoặc đem lại nỗi đau mất nhau cho vài ngày mai sau. Nhìn xa một chút thôi, hiểu ngay em cần ở bên ai, lỡ cho em quan tâm em rất nhiều. Ngoài anh còn những ai sẽ cho em tựa vào bờ vai? Ngoài anh còn những ai ở bên khi người đang gục ngã? Niềm vui đằng trước thôi sẽ mau tan nhẹ thành mây khói. Em hãy tin vào điều ấy bây giờ. Anh giữ lấy một câu, sao đôi ta lại xa nhau? Sao hai ta không thể nắm chặt bàn tay em? Anh biết sẽ có hôm nay em luôn đi cùng với ai. Đôi tay anh giữ em thế nào để không vụt mất em, để anh giữ lấy những yêu thương, tình yêu người đã xem như anh bù nhìn ở trong gương. Phải chăng vì quá yêu, phải chăng vì quá thích tập em cuộc sống chẳng cần sự yêu thương chân thành. Để xem người ở bên có đem lại nhiều niềm vui mới, hoặc đem lại nỗi đau mất nhau cho vài ngày mai sau. Nhìn xa một chút thôi, hiểu ngay em cần ở bên ai, lỡ cho em quan tâm em rất nhiều. Ngoài anh còn những ai sẽ cho em tựa vào bờ vai? Ngoài anh còn những ai ở bên khi người đang gục ngã? Niềm vui đằng trước thôi sẽ mau tan nhẹ thành mây khói. Em hãy tin vào điều ấy bây giờ. Để xem người ở bên có đem lại nhiều niềm vui mới, hoặc đem lại nỗi đau mất nhau cho vài ngày mai sau. Nhìn xa một chút thôi, hiểu ngay em cần ở bên ai, lỡ cho em quan tâm em nhiều lắm. Vòng tay anh vẫn luôn chờ che. Niềm vui đằng trước thôi sẽ một tan nhẹ thành mây khói. Em hãy tin vào điều ấy bây giờ.